Hùng Rô Kiểu Ngạo. Dạ thưa giáo sư, có một khán giả hỏi rằng làm sao phân biệt được người giàu và người nghèo ạ? Một câu hỏi có vẻ thú vị đây. Người nghèo thì mệt mỏi, cực khổ kiếm tiền. Còn người giàu thì mệt mỏi, cực khổ vì đếm tiền. Người nghèo thì đi xe ôm và uống bia hơi. Còn người giàu thì đi xe hơi và uống bia ôm. Ồ, vậy có một đặc điểm nào cụ thể hơn và dễ dàng nhận ra sự khác biệt này không ạ? Thế này nhé, người giàu thì ở trong những ngôi biệt thự bự thiệt. Còn người nghèo thì ở trong những cái villa chỉ nhỏ như cái vali. Thưa giáo sư, vậy ngài đang ở trong biệt thự hay là villa ạ? Tôi ấy hả? Dĩ nhiên là ở nhà thuê, ở nhà thuê, ở nhà thuê, ở nhà thuê, ở nhà thuê.